Em chưa thấy người anh đâu à. Dạ. Anh có thể cho em xem thử được không? Ok, được. Hello. Em mình muốn cắt kiểu tóc thế nào anh trai? Thì mai bắt đầu anh đi thi rồi. Đó. Tại giờ anh chỉ muốn chăm sóc đẹp, miễn sao là anh muốn lên mai lên sàn là đẹp nhất. Em cắt cho anh về cái kiểu cho nó hơi lịch sự với lại nam tính tí xíu à. Ok. Em thấy sao, miễn sao cái tóc của anh mà nó hợp với cái người anh luôn. Em chưa thấy người anh đâu à. Dạ. Anh có thể cho em xem thử được không? Ok, được. Không gì hết á. Oh my. Rụng trứng luôn. Thì chưa. Quay lên hỏi quý danh tại hạ bảo là bố mày đi từ trap phải. Thôi, bạn bớt bớt đi, lên xe. Em giấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh đã đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm là nói với không em, 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta chót phong thần, ta chót phong thần, mà tôi hoan em làm kiếp phong trần. Năm tháng ngã trên đường đồi cỏ non. Gió biển thoáng vì vụ hàn lâu xanh.